Chuột chơi game Logitech G604 Line Speed Wireless Hero Gaming kế thừa thiết kế của chú chuột Logitech G602 trước đây, nhưng với cải tiến và thay đổi mới giúp cho các game thủ MOBA, MMO và Battle Royale có những trải nghiệm tốt hơn khi chơi game. Chuột có 15 nút điều khiển có thể lập trình. Các nút này được đặt ở vị trí trực quan cùng với số lượng và cấu hình tối ưu, có thể tinh chỉnh các chế độ khác nhau để phù hợp nhất với cách chơi của bạn, từ đó dễ dàng đánh bại đối phương. Gây ấn tượng với khả năng kết nối Line Speed, chỉ cần một cú nhấp chuột, các bạn có thể chuyển đổi giữa Line Speed không dây siêu nhanh và kết nối qua Bluetooth và thậm chí là chuyển đổi giữa hai thiết bị kết nối khác nhau. Chuột được trang bị cảm biến Hero tiên tiến nhất của Logitech với độ theo dõi chính xác 1:1 và đạt DPI tối đa lên tới là 16.000. Nút quận bằng kim loại chuyển đổi giữa chế độ quận tương tự như là G903, quận thường và quận vĩnh cửu. Và chỉ với một cục pin 2A, con chuột này có thể hoạt động trong 240 tiếng với kết nối Line Speed và 5 tiếng rưỡi đối với Bluetooth. Đây là thứ vũ khí toàn diện phục vụ trận chiến, cho phép bạn chơi lâu hơn, chơi hay hơn và sáng tạo cuộc chơi của mình. Sản phẩm đã được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.